thái độ đưa mic của em hôm nay chưa đúng, em làm lại đi. Dạ. Hãy nhớ vai trò của mình, em là trợ lý trong chương trình và là trợ lý của anh. Dạ. Thái độ rất quan trọng. Về nhà tập sau em nhé. Dạ vâng. Thưa quý vị, Thạch Trung, Diệu Nhi xin chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa thứ 3.